có chậm lại. Kính thưa quý vị, giữa cuộc sống căng thẳng nơi xứ người, hầu như mọi người ai cũng đều muốn có những giây phút giải trí thoải mái và vui tươi lành mạnh bên cạnh người thân trong gia đình. Do đó, tất cả các trung tâm video đều cố gắng thêm những tiết mục hài để đáp ứng theo sự yêu cầu của khán giả. Nhưng mà hình như là khán giả vẫn chưa hài lòng đó nha. Giang Ngọc có biết tại sao không? Chưa nói sao biết? Thì bây giờ nói nè. Bởi vì khán giả comment là cười chưa có đã. Cho nên rất nhiều khán giả nghe không, đã viết thư cũng như là email về trung tâm yêu cầu cho tăng thêm tiết mục có nụ cười. Và để đáp ứng yêu cầu đó, Trung tâm Thế Giới Cười được thành lập với chương trình mang sắc thái mới lạ, hoàn toàn khác với những cuốn video đang có mặt trên thị trường. Chúng tôi ước mong những tiết mục do anh chị em nghệ sĩ dàn dựng trong cuốn video này sẽ mang lại cho quý vị những giây phút giải trí thật thật là vui. Và để trở lại chương trình, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một tiết mục thật là đặc sắc lần đầu tiên được xuất hiện trên Thế Giới Cười. Đó là nhạc cảnh hài Đàn Ông Thời Nay của soạn giả Hoàng Việt, do sự trình bày của ban tam ca nữ Three Amigas, gồm có ba nữ ca sĩ trẻ đẹp Mỹ Quyền, Yến Mai và Dốc Ngạn. À không, Giang Ngọc. Chả bán được gì cả, chán chết được ấy. Mừng răng mà cứ đi qua rồi đi lại mà chẳng mua cả chí hết. Bán như rửa mà chế mắt, mắt chỗ nào mà mắt nì. Không mày chị em mình đổ phong long đi hí, đổ phong long đi, đốt đi, đốt đốt cái gì mà đốt. Chị tính đốt hết khách của tôi à? Trời đất ơi, thôi đi mấy chị ơi, buôn bán đã ế rồi mà cứ gây gỗ hoài mệt ghê vậy đó à. Còn mẹ kia buôn bán ế ẩm, ngồi làm gì điệu dữ vậy? Coi hôm nay làm gì bận đồ đẹp dữ vậy mẹ? Chú Châu ơi, cái ní mới la đó. Tôi bán trái cây mà. Hẳn sạch sẽ như thế ní thì tôi phải diền lên để cấu khách chứ. Trời ơi, bán trái cây mà cứ tưởng như là bán thân đi, cấu khách. Đi nói cái chi kỳ la rửa. Chứ gì nữa? Thôi, không có gây gỗ nữa. Cái gì? Mệt quá rồi á. Chứ dân tiên cổng mẹ đi chơi, ra đường gặp gái là quên mẹ già. Mẹ già ngồi khóc ư ư, cái thằng trời nắng giống như cha mày. Ôi giời ơi, số chị em chúng mình thật là khổ ấy. Buôn bán thế này thì có nước mà chết mất. Mừng răng mà khổ như thế đi. Nào ai có hiểu cho tôi khi về nhà. Ôi chú cháu mẹ ơi, tôi về nhà tôi gặp cái thằng chồng hẳn ăn không ngồi rồi, tôi chẳng quả đi. Trời ơi, cái thằng chồng chị còn đỡ ngang, chứ cái thằng chồng của em hả, nó ăn không mà nó lại không có ở không mới chết chứ. Ôi giời ơi, thế anh ấy làm nghề gì thế? Nghề ở không á, nhưng mà nó bận lắm, tối ngày nó đi thục visa không hàng. Ôi giời ơi, thế thì chết chị rồi. Trời ơi, chưa có hết đâu chị ơi. Chết lúc này ngang, ổng đổi tông rồi đó, ổng toàn là đi thục visa lỗ không hàng. Chí mà la rửa, cái ổng ní mới la đó. Người ta chơi bi giá à, mà chơi bi giá rắn mà chơi lộ không chơi làm chí. Chơi phải có lời chứ. Đúng rồi. Trời ơi, bởi tôi nói hai chị không có biết gì trơn nha. Bi giá lỗ đó là cái bàn bi giá người ta khuyết mấy cái lỗ như vậy nè,
để mấy cái hòn bi vô. Ai bỏ bi vô nhiều á là người đó ăn. Ôi trời ơi, thế thì chị sướng nha. Sướng cái gì mà sướng? Chứ gì nữa, ít ra anh ấy còn biết ra đường nghiên cứu, học cách bỏ bi vào nữa. Nè chị kia nha, chị đừng có nói móc họng tôi nghe chị. Ôi em nào dám, em nói thật đi chứ. Chứ còn thằng chồng em thì em chịu thôi ấy anh ấy chả biết bỏ bi vào nó là gì cả. Anh ấy ngu bỏ mẹ đi. Nè mẹ kia, làm gì cười dê dữ vậy? Đúng rồi, chú cháu ấy rắn mà la rửa, bốn bản thì ề ầm như thế ni mà cứ nổi mọc nổi sò tú hoài này. Nè tôi nói cho mày nghe, xuống xuống kia đi, bốn bản ề quá, đi xuống gì kia chơi đi, tôi nói cho mày nghe. Ừ xuống đi, xuống đây tôi nói cho nghe. Thì xuống nè. Rồi, xuống thì xuống, sợ gì? Trời ơi, chuyện gì? Chuyện chi? Nì xịt vô, xịt vô. Chuyện gì? Sẵn hôm nay bốn bản không có được chí hết. Ừ. Hay là ba đứa mình á sụm lai nổi xấu mấy thằng chồng chơi. Trời ơi, đừng tí à, đừng lắm tí. Lấy chồng cho đáng tâm chồng, bỏ công trang điểm má hồng phấn son. Mẹ, chợ ế mù điên hả mẹ? Ngưng. Chú cháu mẹ ơi, nghe nhắc tới chồng là nhảy tứng tứng không ngừng được tề. Đồ mê trai mà chị ơi. Thì không, người ta đang ngon chớn thì ngưng ngưng. Nì gì? Nghe nì. Ôi trời ơi, đi sao thế? Chị ăn xe giò à? Chị uống sữa à? Ngày xưa cái tưởng tôi sexy lắm đó. Chồng chưa hết đâu nha. Chồng thương mà chồng ẩm, chồng chiều, chồng cưng. Bây giờ nó chở mặt người dưng, đêm nào nó cùng cũng sao cùng rắn rắn. Đêm nào nó cùng cùng rắn. Trời ơi, rắn rắn. Bỏ em có mẫu mình. Ôi giời, thế cũng nói. Một mình thì khổ lắm thay. Làm thân con gái, eo ôi, nửa đêm mới hại hùng, nửa đêm con khóc tỉ tê. Chồng thức dậy dù em đánh bài, thiệp mà nó chẳng thà. Nó khoe đôi anh bài ngon vô cùng, bài em hai phé hai nơi, thân em phải xé làm đôi cho chồng. Ôi giời ơi, chồng con thế này thì tiêu tùng mẹ nó rồi còn gì. Trời ơi, rắn mà làm thân con gái chí cho thằng khô quả như thế ní. Chị ơi, vậy chứ chồng chị nó ra làm sao? Kể cho tụi em nghe thử coi. Chồng em ấy này, khi xưa nó ở trên giới, bây giờ xuống đất làm thân bé trai. Mỗi ngày nó uống tới hai chai, mỗi chai một nít, gọi là sương sương. Chị ơi, ngưng, chị ơi, ngưng, ngưng. Chú cháu ơi, rửa hoài. Đêm nào nó cũng xin say, xe hơi bị kéo ra tòa tùm lum. Nó than nào phải muốn say, tại anh thất thế nhậu say quên đời. Bữa nào ế độ nắm chơi, mặt mày nó héo thảm thương vô cùng.
chồng như mắc cái gông, đêm nào em cũng nằm trông chồng về, sợ rằng sẽ cán lưu linh bỏ em ở lại nuôi con thờ chồng. Lạy Chúa tôi, ô Phật, rửa là cái thằng chồng của chi á, hẳn là bơm nhau đi con Chí nữa. Vậy chứ thằng chồng chị nó ra làm sao? Chồng của em hả? Ừ. Mà ơi, cái thằng chồng của em hẳn mới là khùng khiếp đó hả chị ơi? Ôi trời ơi, thế lại thêm một hung thần nữa à? Ác quỷ đa cù la dầu cù la có phải không? Cái gì mà dầu cù la? Chứ gì? Thôi thôi đừng có nóng, để tôi nói cho mà nghe. Nói đi. Trời ơi, nữa gì? Trời ơi. Chưa hết, chưa hết. Chồng em, cái tưởng mới lạ lùng à. Mới hai mấy tuổi. Ừ. Mà hẳn giống như. Giống ai? Giống sao? Giống như. Giống ai? Giống như ông già. Này nhé, đêm về hẳn cứ nằm nhà, khi mô tới cử à, hẳn mới thọ. Thọ cái gì? Thọ. Thọ cái gì? Thọ cái bàn mặt hẳn ra chịu chén. Trời ơi, ơi. Mà cử cái gì dữ vậy? Còn cử chí nữa, hẳn chịch si ké đó chị ơi. Trời ơi, chết chị rồi. Ôi giời ơi, thế à, thì thằng chồng chị á, nó là bác sĩ rồi còn gì. Cái gì chứ cái vụ chích là em thích nhất đi nhá. Chú cháu ơi, chị thích chích thế à, ừ. Nhường cho chị sai chơi đó. Thằng chồng của tôi, ôi à, người vội như cũ, ôi à. Mỗi năm ôi à, nó tắm có một lần ôi à, đỡ tốn xà phòng ôi à, đỡ tốn xà phòng. Ngực lép mông xương, môi xì tai ngắt, ngồi đâu ngáp đó, mắt mũi tèm nhèm ôi à, do chán thằng chồng ôi à, do chán thằng chồng. Trời ơi, thế à, thì đời chị tàn rồi. Không phải là tàn, mà là mạc đó. Ôi giời ơi, sao mà tới mạc cơ chứ? Chứ không mạc thì sao được. Nó chích xì ke, tiền nào đâu chịu cho thằng thấu. Không mạc là gọi là gì? Ừ, chị nói thế mà có lý đấy. Thế thằng chồng chị thì làm cái gì? Trời ơi, em nói sơ sơ cho hai chị nghe cho nha. Nói đi, không nổi sao nghe. Đúng rồi, từ từ. Dí dầu cầu giang đóng đinh, em dái cho nó đạp chúng nhà, khỏe đời của. Đúng đấy, bởi vì nè, đàn ông á là cái giống đa tình. Suốt ngày mai cửa lại hang đá gian. Nghề chơi cũng lắm công phu, đá gà là một ông nào chẳng ham. Độ nào gà tốt tướng ngon, màn ông thấy gió chữ hung trên đầu. Sợ rằng gà đá chẳng dai, ông chơi rượu thuốc gọi là sương sương. Tan hàng mặt mũi thảm thương, dụng lông dụng cánh đem gà dâu tì. Mệt quá. Thôi
Ôi giời ơi, thế thì chúng mình làm gì bây giờ các chị? Tôi có cách. Chị cách gì vậy? Tôi có cách rồi. Cái gì? Bí chứ không mấy chị về nhà đó. Ừ. Chị giết chồng chết đi. Trời ơi, sao chị ác quá vậy chị? Giết mà giết bằng cách gì? Chú Châu với chị ra chờ, chị mua thuốc chuột. Ừ. Về cho hắn uống hắn chết. Ừ. Còn không á thì chị đợi cho hắn ngủ nửa đêm đó. Hắn ngủ say rồi đó. Ừ. Chị mà lấy con dao chị cắt. 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 Trời ơi chị ơi. Đừng có cắt. Chị người ta bậy bạ không ha. Chịu không, chịu không. Ôi, mà tuần sau em giết được không chị? Răng mà đời tuần sau. Em còn phải đi mua bảo hiểm nhân thọ cho nó ấy. Trời ơi, cha ơi. Rửa là chết rồi, ham tiền quá rồi. Tôi nói chơi thôi mà. Trời ơi, đúng cái mà ham tiền mà. Em nói giỡn thôi đấy, em không có nói thật đâu. Nhưng chị đừng nghĩ thế. Này, dạ. Có chơi rồi thì nhớ chia cho túi ý. Trời ơi, thêm mẹ ham tiền nữa à. Thôi chị ơi. Ừ. Tôi nói chơi thôi. Chứ vợ chồng á. Ừ. Là duyên là sổ. Đúng rồi. Có nơ có nân mới thành vợ thành chồng đó. Đúng rồi đấy. Người ta có nói nha. Chứ trăm năm trong cõi người ta. Chữ duyên, chữ số, chữ ngờ ai hay. Đúng đó. Ra đường, lừa tới, rồi lừa lui. Rước nhầm cái của nợ. Một đời mà đi đâu. Đàn ông Việt Nam ôi a à, đàn ông Việt Nam ôi a à, nói ra đau lòng. Việc lớn không xong, không xong, việc nhỏ chẳng làm, việc nhỏ chẳng làm ôi a à, việc nhỏ chẳng làm. Đàn ông thời nay ôi a à, đàn ông thời nay thói hư tật xấu. Đá gà tranh xa. Có ngày mang bệnh si đa. Về nhà gây xấu làm phiền vợ con. Ai ơi một vợ một chồng, thuận trên thuận dưới cả nhà yên vui. Ai ơi thuận vợ thuận chồng, chồng cày vợ cấy cùng nhe răng cười. Anh ơi hãy nghe em hò. Em cứ việc hò, có ai cấm em đâu. Chứ thương em anh để ở đâu? Để trong cái bóp. Chứ còn để đâu? Ừ. Để trong cái bóp là sao? Là sao ai biết là sao? Gì? Dạ anh thôi. Thì để trong cái bóp á, lâu lâu á mình nhớ thì móc ra để dòm hình nè. Anh để trong này nè. Thương một người, nhớ một người. Ừ. Khổ lắm em ơi. Tại vì khi đã yêu thì... Thì sao? Thì yêu luôn một cặp. Tưng. Gì vậy? Vô xì lô hả? Dữ vậy đó hả? Thì tự anh vô xì lô thì em phải vô xì lô chứ sao? Đây nè, yêu một cặp á, để khi người ta có bỏ mình á thì mình còn có mối tình sơ cua chứ. Trời ơi, đàn ông mấy anh sao mà tham lam quá à? Cái này không phải gọi là tham lam. Chứ gì nữa? Mà gọi là lo xa. Nhưng mà lỡ mình gặp phải hoàn cảnh ngang trái rồi sao? Trái ngang trái? Ừ. Trái ngang trái là sao? Thì là lỡ thương người dân mà người ta không có thương lại mình. Dễ. Thì có một người giải quyết được thôi. Ai vậy anh? Luật sư. À. Mình bỏ tiền ra, mình mướn luật sư thương nó có tội ngu. Trời đất ơi, người ta thương mình mà tự nhiên không thương lại. Thằng nào mà ngu quá vậy? Có thiệt em à, gặp anh đó, chứ người thương lại nó nhảy tới rồi đó. Trời ơi, thôi anh này kỳ quá à. Kỳ gì? Để em kể cho anh nghe nha. Một chuyện tình có thật, éo le, đầy nước mắt. Qua nhạc phẩm Thương Nhớ Người Dân của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Phương. Qua sự trình bày của nữ ca sĩ khả ái duyên dáng Hà Phương.
Người
tìm em như tìm lá rêu bông đâu thấy mà chỉ gặp hoa với cỏ cây. Không gặp em chỉ gặp người xa lạ, nên suốt đời tôi vẫn là kẻ đi dâu, là kẻ đi dâu. Tôi tìm người tên Mộng, Mộng hỡi đâu rồi, hay Mộng là lá diêu bông. Một sớm mùa đông được tin Mộng lấy chồng, lòng tôi bối rối tự hỏi phải Mộng hay không. Em ơi sao em vội lấy chồng, để lại tôi bao thương nhớ hoài mong. Hằng đêm trong giấc ngủ cô đơn, tôi mơ thấy em về, chín em là tên. Nên tôi tìm em như tìm lá rêu bông đâu thấy mà chỉ gặp hoa với cỏ cây. Chờ tôi nhé em, trăm năm rồi cũng gặp, rêu bông không gặp nhưng sẽ gặp được Mộng thôi. Tôi đi tìm em như tìm lá rêu bông đâu thấy mà chỉ gặp hoa với cỏ cây. Không gặp em chỉ gặp người xa lạ, nên suốt đời tôi vẫn là kẻ đi dâu, là kẻ đi dâu. Tìm người tên Mộng, Mộng hỡi đâu rồi, hay Mộng là lá rêu bông. Một sớm mùa đông được tin Mộng lấy chồng, lòng tôi bối rối tự hỏi phải Mộng hay không. Em ơi sao em vội lấy chồng, lại tôi bao thương nhớ hoài mơ. Hằng đêm trong giấc ngủ cô đơn, tôi mơ thấy em về, chính em là tên Mộng. Nên tôi tìm em như tìm lá rêu bông, bông đâu thấy mà chỉ gặp hoa với cỏ cây. Chờ tôi nhé em, trăm năm rồi cũng gặp, rêu bông không gặp nhưng sẽ gặp được Mộng thôi. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức tiết mục Cuộc đời vẫn đẹp sao của hai soạn giả Hồng Phúc và Hoàng Dũng
chắc chắn sẽ là một tiết mục thật đặc sắc, lôi cuốn quý vị qua phần trình diễn xuất sắc của một nghệ sĩ mà chúng tôi xin phép tạm giấu tên để có một sự ngạc nhiên bất ngờ cho quý vị. Không phải anh đâu, Điển Hem. Không phải hả? Mà mặc chiếc áo này nha, làm bà nhớ đến ông nội của con. Lòng của bà nghe phơi như tuổi dậy thì á. Tuổi dậy thì là tuổi gì hả ba? Chừng nào con biết yêu thì con mới hiểu. À, như vậy là bà đã từng yêu. Một lần được yêu và một lần bị yêu. Bị yêu là sao hả ba? Để bà nhớ lại coi. Hồi đó đó, ta nói xưa thiệt là xưa, bà là một cô gái quê nghèo, đẹp. Vậy nghe cái chuyện mà ngủ gục hoài hả? Rồi sao nữa bà? Nói vậy nè, họ hứa gả bà cho một người đàn ông cũng ngang bằng tuổi của bà vậy. Mà tới lúc rước dâu, nở lòng nào họ ấm ra một thằng nhóc nó có tí xíu gì nè. Nội ơi, con mà nội. Ông Hoành, ai biểu nội hốc gì? Rồi sao nữa nội? Kỳ tức quá, nội chạy ra giữa làng, nó khác lớn lên như vậy nè. Chồng gì mà chồng bé tèo tèo tèo, chân đi mà cà khoeo, lúc đi vài cong lúc khóc vài vòng. Cái duyên ông chồng là khổ cái đời tôi với bà gì ơi. Chồng gì mà chồng ngay ngay ô ô ô, đêm thời mà nằm co là mang lười biến lo hoàn thành. Cái duyên ông chồng là khổ cái đời tôi với bà gì ơi. Nói giận dữ mà hát hay quá ta. Tập bậy, nói vừa ca dứt cái bài than thân tích phận đó thì bỗng đâu có một chàng trai xuất hiện. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh qua trái đưa hương. Thuyền ai qua sông, giọng hò dễ thương. Bằng lòng đi em, anh đón em qua cầu, cầu tre. Trời mưa dẫu khó đưa dầu, bằng bằng bằng
bằng lòng đi em dưới mái tranh nghèo. Về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu nhau. Ôi đóa hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điệu ly qua cầu. Ê, qua cầu chứ y hay cầu móng vậy nội? Qua cầu chứ âu. Ủa, câu chữ u ở đâu vậy nội? Cái bàn cái chữ đầu, cho mày âu đầu bây giờ á. Rồi nội có qua cầu với người ta không? Ngâu sao không qua, rồi qua luôn, rồi tới luôn. À ha, qua luôn nội. Vậy là cả hai. À, con biết rồi, cả hai biến thành ngựa hết phải không? Vô duyên. Ừ, vậy sao bà hí? Bà thấy là thấy bà mừng, cả hai đó là bà chứ không đổi con ơi. Yêu nhau ta cười áo à, cho nhau về nhà dối dằn mà chả dối mẹ. À ôi à, rằng à ôi à mà quá cầu, rằng à ôi à mà quá cầu. Mà nội tưởng tưởng gì? Thôi đừng có hỏi nữa, hỏi một hồi bà nói tầm bay bây giờ á thì có yêu nhau mới có ba con rồi mới có con, mà không phải chỉ có một mình ba con không đâu à nghe. Còn ai nữa hả nội? Nghe nè, quả câu nho nhỏ cái vỏ vẫn vinh, nay anh học gần mai anh học xa tí. Lấy chồng từ thuở 13, sang năm 18. Tiếp đó năm con ra đường tiếp hai con son. Về nhà mà tiếp đà. Đã sao nào? Ôi sao? Tiếp đà. Đã sao thế? Năm con mà cùng cha. Sao mà cắn bà? Ủa, tới chùa rồi, thắp nhang cho ông nội con đi. Ba la ba la ba la ba la ni la, ba la ba la ba la ba la ni la. Kumba 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 chero, kumba 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 chero. Để ăn xôi đậu xôi thịt xôi gà xôi chuối à, cũng cho anh tiền cho bạc cho vàng cho nhiều à. Quần chín áo quần dê à đi gác chùa thì sẽ cướp à. Cái xếp tivi đồng hồ ra đâu xa bóng không thiếu à. Miệng em khấn cái tay em bãi dưới đầu em cuối, cái nôi em nói trước cái khung mọi hình ảnh. Bà la bà la bà la chuối cái bên lương khói dưới đàn đứng xanh, cái chân cua dối khiến trái tim em bồi hồi. Ngoài mô cỏ đã lên xanh, đã tròn ba năm tháng chê. Đưa nhang cho bà con. Không,
Nội đi lấy chồng bỏ con không đưa nhà cho nội đâu. Nội đang nỉ con mà. Không. Bây giờ có đưa cho bà không thì bảo. Sao đưa? Ông nội con có bảo. Ủa, quên. Ông nội con á, nói mỗi lần mà thắp nhang cho ổng á là phải hát cái bài này cho ổng nghe. Lại anh em đi lấy chồng, để bà mạnh dạn mà tay ra. Nhưng bà thương nổi con quá. Làm sao mà tái giá cho được. Xẹo. Nội. Nội nè. Quán ơi nội, con thương nội lắm. Cuộc đời lắm buồn vui, bao năm rồi tình chúng đôi. Giờ đây còn ba tôi lẻ loi nơi trần gian, còng lưng tóc bạc phơ, răng không còn tình chưa phai. Mình ơi dù xa cách chớ quên câu thời xưa, dù ơn thuốc núi vẫn nhớ giây phút chấm biết tay nắm tay, chiều bước qua cầu cây nhớ những đêm tối ánh mắt e ấp trăng tròn nhìn ta ngất ngây trong dòng yêu đương. Này ông hãy cho tôi trần gian ngồi nhung nhớ, ngày sau chúng mình bên nhau ngọt ngào câu tình ca. Ngày sau chúng mình bên nhau ngọt ngào. Anh Chí Tài à, vậy chứ em đố anh nha. Đố nữa. Đố anh người diễn viên vừa rồi diễn xuất màn múa rối là ai? Là Thành Lễ chứ còn ai nữa. Sao hay quá vậy? Trời ơi. Thì ông cởi quá trang là ông chơi với đứa mít là sao đó, là biết liền cái gì. Này anh Tài nói Trang Ngọc nghe không? Thành Lễ đó có thể nói là một người đầu tiên khai thác về cái múa rối bằng hai bàn chân đó. Anh thấy không? Dạ. Đó. Ngoài ra anh ta còn là một nam ca sĩ của giọng hát rất là trữ tình, cũng như là một diễn viên kịch câm rất là hay. Em có còn nhớ cái cuốn Hoài Linh số 3 không? Thành Lễ rất là xuất sắc trong vai Robo năm 2001, trong cái kịch mà Món Quà Đầu Năm của soạn giả Lê Tính á. Màu xám kia. Dòng nữ đó, nhớ không? Nhớ rồi. Và để tiếp tục chương trình, Giáng Ngọc xin kính mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của đôi song ca Dalina và Trọng Phúc qua nhạc phẩm Chiều Sơn Ga của Song Trà. Lần đầu gặp anh khi phố kia
chưa lên đền. Giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loáng nắng. Vụng về hỏi thăm em mấy câu đi về đâu. Cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi. Đường tàu mùa xuân mai biết em đang mong chờ. Tàu về tàu đi như mang theo niềm nhung nhớ. Chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hơn rồi. Má em ứng hồng vì thẹn khung khi bên nhau. Trên sân ga gặp anh ngỡ như mình quen qua. Chuyện gần chuyện xa mới hay em từ xa. Anh trách con tàu sao nỡ vô tình rơi sân ga. Một lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm. Dù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu luyến. Chuyện về tình yêu như sắc hoa mang màu như dấu cho hững hờ, ước mơ vẫn chờ. Đường tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồi. Người chờ người đi ai không thương mà không nhớ. Trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh giá. Lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga.
trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh xa. Lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga. Gì vậy? Sao nhỏ xíu vậy? Cái gì nhỏ? Xe đạp kìa. Trời ơi, thì chờ em sân ga mấy năm thì nắng thì nó rút còn nhiêu chứ còn hỏi gì nữa em. Cũng hên là xe đạp rút chứ không phải người rút à. Loving you. Cái gì vậy? Bộ đau răng. Cái gì đau răng? Sao anh kỳ quá à. Cắn dữ. Bao nhiêu người ở đây mà nói love you, love you. Có cỡ không chết à. Trời ơi, nó chưa nói hết rồi. Ai nói love, love em. Anh nói yeah. Loving you ở đây á là tựa đề một bài hát nhạc ngoại quốc, sẽ do một nữ ca sĩ trẻ, đẹp hát. Trời ơi, gì mà hot dữ vậy? Nè, 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 uống vô đi. Không thôi phỏng trái râu luôn vợ. Mà anh nói hot, ai mà hot dữ vậy anh? Thì là Rebecca Quỳnh Giao chứ còn ai nữa. Kỳ này á, Rebecca sẽ trình diễn nhạc phẩm Loving You cùng với những dancer trẻ đẹp.
xa tôi rồi, cùng người khác chung đôi, nghẹn ngào bờ môi, ôi sao nói không nên lời, xác vào liêm hồn tôi. Này chồng thư ân tình, ai viết gửi cho tôi, mơ ngày vui trong đời, duyên kiếp chẳng phai phôi. Giờ đành lòng quên sao, cầu thủy chung cao vời, cho tiếng nhạc buồn chơi. Nhắc đến Nguyễn Dương và Thu Tuyết
chắc chắn không phải là một tên tuổi xa lạ đối với khán giả yêu mến bộ môn nghệ thuật hài. Bên cạnh Nguyễn Dương và Thu Tuyết còn có sự xuất hiện đặc biệt của một nam danh hài đã từng làm mưa làm gió trong những thập niên vừa qua. Chúng tôi muốn nói đến danh hài Văn Chung. Văn Chung là một nghệ sĩ thế hệ đàn anh đã nhiều năm gắn bó với nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Mỗi lần danh hài này xuất hiện đều làm cho khán giả cười nghiêng ngửa. Và cạnh đó còn có sự xuất hiện đặc biệt của nữ nghệ sĩ Mỹ Trinh. Tất cả bốn nghệ sĩ trên sẽ cùng xuất hiện trong vở hài kịch Tai nạn nghề nghiệp của soạn giả Lê Tín. Hello, văn phòng tư vấn tình yêu chị Hạnh Phúc nghe đây. Hello, em hả? Sao con trai cái gì cưng? Ai vô duyên vậy? Ai có bầu hồ nào mà xanh? Xin lỗi chị, tôi gọi lộn số. Hello, văn phòng tư vấn tình yêu chị Hạnh Phúc nghe đây. Là chị ơi, chị cho tôi đặt cái hàng loại đặc biệt nhá. Kiểu nào mới nhất. Lộn số rộng nội. Đây là văn phòng tư vấn tình yêu chứ không phải tại hồn đâu, nghe không? Bữa nay ngày gì trời, sáng chưa có mở hàng gặp toàn chuyện gì đâu không à. Alo, ai đó? Hạnh Phúc phải không? Alo, văn phòng tư vấn tình yêu chị Hạnh Phúc nghe đây. Hạnh Phúc cái đầu bà chị Hạnh Phúc. Bà làm mai kiểu gì kỳ vậy? Bà nói với tôi con nhỏ này là con nhà gia giáo tứ đức tâm tùng công ngôn dung hạnh. Công ngôn đâu thấy chị thấy suốt ngày ăn là ngủ mà. Mới cưới vậy có ba tháng có lên 50 phao. Xin lỗi ông anh. Xin lỗi anh liếc gì hết trơn á. Bà trả tiền lại cho tôi đi. Ông anh bình tĩnh được. Làm sao bình tĩnh được. Tôi nói với bà biết nếu bà không trả tiền lại, bà làm cho con nhỏ này nó quýt xéo khỏi mắt tôi. Nè, vừa phải thôi nha. Thấy tôi nhịn lòng tới hả? Mày muốn làm gì tao đó, mày làm đi, tao thách mày đó. Tao nói cho mày biết hả, tao mở văn phòng này có đóng thuế đàng hoàng tử tế ha, có giấy phép đàng hoàng chứ không phải làm lậu đâu. Mày đàng hoàng hả, tao cho là em đốt nhà mày, bây giờ mày muốn cái gì? Tao với mày đã cam kết với nhau hẳn hồi rồi ha, no exchange, no return. Sao đám cưới rồi là chịu của tụi bay dính líu gì tới tao, mày gọi điện thoại mày chửi tao? Mày muốn nằm nhà coi phim bộ không, hay mày muốn vô bệnh viện nghỉ phép hả? Mày muốn mày thích kiểu nào tao chịu mày cỡ đó, mày muốn sao? Hey, hello, hello, cúp máy rồi, định khè chị mày hả? Đừng có hòng, chuyện xảy ra mỗi ngày rồi. Ai đó, vô đi. Hello em. Mời em vô. Chị ơi, em có hẹn chị 4 giờ. À, em tên gì vậy cưng? Dạ, em tên là Mộng Mơ. Mộng Mơ. Dạ. Trần Thị Mộng Mơ, 20 tuổi, thích làm thơ, thích coi phim buồn, yêu màu trắng tím, yêu sự thủy chung, ghét giả dối, có phải không? Em đó. Vô ngồi, vô ngồi. Uống gì nè? Coca-Cola nha. 7-Up ha. Sữa đậu nành, cà phê sữa đá, xin xa hột lụ ấy. Mấy cái đó đường nhiều lắm, uống không có tốt cho sức khỏe đâu. Trà đá đi, uống trà đá cho nó mát. Chết chà, sáng gì quên mua trà. Thôi, nước lạnh đi, uống lọc máu tốt lắm. Thôi khỏi cần chị, em cần chồng không cần nước. À, cái chuyện mà em nhờ chị đó, chị lo xong chưa? Trời ơi, em mà nhờ tới chị là chị phải lo liền chứ, yeah, đâu có đợi em nhé. Yeah. Nói không phải khoe nha, yeah, nguyên cái thành phố này đó, 10 cái đám cưới đó là hết 9 cái là do chị làm mai rồi đó, yeah, nha. Nói thiệt nha, yeah, thích ngoại quốc không? Chị, ngoại quốc mà người nước nào chị? Rủi Congo hay Maroc chị đó, trời ơi, nhìn thấy ốm lắm chị ơi, em sợ lắm. Em gái chị xinh đẹp như vậy, chị đâu có nở lòng mà làm mai em cho mấy người đó. Chị lựa cho em rồi, yeah, một chàng Mỹ chánh tông, rất là giàu có, rất là thích ăn cà pháo mắm tôm, đặc biệt là không biết nói tiếng Việt. Kỳ chị, Mỹ biết ăn cà pháo mắm tôm mà không biết nói tiếng Việt, kỳ vậy? Thì đâu có sao đâu, em nói tiếng Mỹ với họ. Em không biết nói tiếng Mỹ sao? Thì mình ra dấu em, ra dấu riết, mới đầu không hiểu chứ riết rồi cũng quen hết trơn. Thí dụ vậy ha, uống nước, đi ngủ, ăn cơm. Nói thiệt với em ha, theo những cái thống kê người ta cho biết đó ha, vợ chồng mà biết nhau nhiều quá đó ha, rồi dễ đi tới gây lộn, gây lão, rồi ly dị, phiền phức lắm cưng ơi. Vậy hả chị? Nhưng mà chị thấy cái người đó làm sao? Chị khá chắc ăn không? Chắc ăn lắm, chị nói thiệt với em, hàng của chị là hàng tuyển mà. Một con người rất là phong độ,
mặt mày sáng láng, rất là giàu có luôn nữa. Chỉ có cái điểm nhỏ xíu giống vậy thôi. Cái điểm nhỏ xíu là điểm gì? Cục giò. Cục giò. Vậy mà nhỏ xíu, độ đối với em là chịu lớn đó. Trời, đâu có gì lớn đâu em, buồn qua sớt lại. Nhờ nó cục một giò vậy mà nó được hưởng cái tiền handicap, xe cộ, nhà cửa gì, nó mua bao nhiêu, nó pay off hết rồi. Em mà lấy cái ông này rồi đó hả, trời ơi, ăn ở không rồi đi shopping chơi thôi cưng à. Mà thôi đi chị ơi, trời ơi, bất đồng ngôn ngữ khó chịu lắm. Rồi em giận lên em chửi nó, cái nó tưởng em ca đó hả, nó vỗ tay nó cười, em còn tức học máu nữa đó. Vậy thôi để chị coi chị tính mối chị khác đi. Để chị, người thì chị không có thiếu đâu, nhưng mà phải lựa một cái người nào cho xứng đôi vừa lứa với em đó chứ. Sao chị? Có rồi. có rồi. Một cái ông này quá vợ 20 năm rồi, đang tìm người tái giá. Vậy hả? Chị ơi, ảnh bao nhiêu tuổi vậy chị? Nhỏ xíu à, 8 chục. Không muốn hả? Chị có lộn không vậy? Trời đất ơi, người đầu tiên giới thiệu của tôi là thằng Mỹ cục giò, rồi bây giờ tới là ông già 60 tuổi. Chị ơi, 60 tuổi quạt rùi nó không có bay. Trời đất ơi, em ơi, không có sao đâu. Chị bảo đảm với em không có chuyện gì xảy ra, 100% ngon lành. Trời ơi, chị nói cho em hàng tuyển mà. Em ơi, tại em không biết đó thôi đó. Theo các nhà khoa học thống kê đó, thì cái tuổi 60 là cái tuổi lý tưởng nhất của một đời người. Em không thấy người ta đặt bài hát á, em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư dời dời, 20 năm cuối hồi xuân. Em mà chị có chắc với em là 20 năm cuối ổng có hồi xuân không? Trời ơi, chị bảo đảm em 100% chị thử rồi. Vậy chị thử rồi hả? Không phải, chị hỏi thử rồi. Nhưng mà em mà bây giờ khoa học tiến bộ muốn chết đi, em thấy không? Thuốc Tây, thuốc ta gì đó đầy đủ hết trơn. Tội thuốc Tây thì có Vaga nè, còn là thuốc Nam mình có cái Noni nhầu phô men đó. Trời ơi, đủ kiểu đủ cỡ, em lo mà. Chị ơi, em thích tự nhiên hay hơn. Nếu mà em thích tự nhiên như vậy thì trước ngày đám cưới ha, em ra để chị, chị sẽ truyền cho em vài cái bí kíp ngửa trứng cỡ nại cũng thuần phục được đó. Nhìn chị là em biết chị đầy đủ kinh nghiệm rồi. Thì nghề dạy nghề em ơi, ngồi đây riết thì cũng mới có kinh nghiệm thôi. Chị ơi, chị cho em hỏi thăm nè. Ông có giàu không? Trời, cái quan trọng nhất của em đó là ông có giàu. Bảo đảm với em, trời ơi, chị lựa cho em mà phải rất là đặc biệt. Theo như chị biết đó ha, thì ông này ổng có đâu 9-10 căn nhà gì đang cho thuê ha, 2-3 cái cây xăng với lại 5-6 gì cái 7-Eleven nữa. Trời ơi em ơi, em không biết chứ em mà lấy ông này ha, giống như là diều gặp gió vậy, diều mà gặp gió cái bay cao như vậy nè. Trời ơi, đừng có cao quá, đứt dây diều bay mất à. Bởi vậy chị nói cho em nghe, khi mà cơ hội nó tới rồi đó ha, thì em phải nắm bắt cho chặt nó, tại vì một đời người ta, em thấy không, nhiều khi cơ hội nó chỉ ghé ngang qua một lần mà nó ghé một chút thôi, thành ra hãy nó tới là mình phải bắt chụp thì nào nó dính thôi. Chị ơi, chị nói sao chứ em bắt chụp mấy lần cũng gãi tay luôn, có dính ai đâu. Nhiều khi tại em chưa có đủ kinh nghiệm đó chứ. Cái gì, chị nói sao em không đủ kinh nghiệm hả? Chị nhìn kỹ em đi nè. Nè chị nhìn kỹ nha, chị nhìn kỹ em đi. Em gì mà không đủ kinh nghiệm sao? Chị nhìn kỹ em đi, em mới có 20 tuổi thôi chị. Nhưng mà người ta nhìn em á, người ta nói em 30-40 tuổi. 6 lần gian dở rồi chị. Trời ơi, nhìn em ai nói em 30-40 tuổi? Không có đâu em mà, người ta ác mồm ác miệng. Chị nói em nghe, 20 tuổi mà 6 đời chồng. 6 đời biết kiểu hồi mấy tuổi vậy? 18 tuổi. 2 năm mà 6 lần. Có nói lộn không đó? Trời ơi, lộn sao được bà lộn chị. Em tính kỹ rồi. Mỗi người đó là nhiệm kỳ 4 tháng, 2 năm á thì 24 tháng, tổng cộng là 6 người. Mà dự kiến của em đó chị là 108 người. 56 tuổi em retire. Sao retire sớm vậy? Chị thấy người ta retire 65 tuổi lận à. 56 hết nước rồi, 108 người lận. Chị thấy đúng không? Mà em mà sao ngộ vậy? Cứ hãy cứ ông chồng vậy là cứ nhiệm kỳ 4 tháng giống làm tổng thống vậy. Biết gì trơn à? Sao? Không, mình phải đổi mới.
Mới mới thì nó mới là cái bằng mới mẻ. Chị thấy không? Đúng rồi. Mà mấy ông chồng kia của em đó, trời đất ơi, chị em chán lắm, không có ra cái đúng hôn gì trơn á. Kể chị nghe, kể chị nghe. Em nói cho chị nghe, cái ông thứ nhất á. Ông thứ nhất. Trời ơi, nó bần tiện chưa thể kể chị. Bần tiện hết chỗ nói luôn. Nó mời em đi ăn thôi chị, mà nó bắt em phải hùng tiền trả với nó. Quá đáng. Xong không? Quá đáng. Còn cái thằng thứ hai chị, trời ơi, phải nói là nó ở dơ kinh khủng luôn. Một tuần lễ nó chưa có tắm, em lợi gần nó một cái là đâu rồi nó dội ra liền, nó hôi nách muốn chết luôn vậy đó chị. Dạ bà. Còn cái thằng thứ ba nó cờ bạc không phải nói nha, tối ngày nó chui vô sòng bài á, nó không ngó ngàng gì tới em á chị. Tội nghiệp em quá. Dạ rồi sao nữa? Còn cái thằng thứ tư chị, nó như là cái hũ hèm vậy đó, lợi gần nó hả, nó xỉn sai không có làm được cái gì hết trơn á. Quá tệ. Thằng thứ năm chị, thằng thứ năm thì nó khờ khạo thiệt, hiền lành lắm, nhưng mà hiền lành khờ khạo thì đâm ra ngu. Cái điệu xì lô dễ ợt mà nó không có biết nhảy nữa, đạp chân hoài à. Cái đó ngu thiệt à? Thiệt tức đi, em tức thì cái biết chồng em tức quá đi. Rồi còn ông cuối cùng? Còn cái ông mà cái thứ sáu của em đó, tuy là ông cái đẹp trai nè ha, không rượu chè, không cờ bạc, hào hoa phong nhã lắm chị ơi. Trời ơi, xem bỏ uổng vậy. Bỏ uổng quá. Không bỏ sao được. Trời ơi, em hỏi chị nè, ở với em 4 tháng á, chưa ngày nào nó đụng tới em hết trơn á. Ủa sao vậy? Leo lên vừa là nó nằm mà nó ngủ khò nè. Sao kỳ vậy em? Kỳ vậy? Trời ơi, em giận quá chị. Em nóng quá chị. Em đá cho nó lột giường luôn. Nhưng mà tại sao kỳ vậy? Vợ đẹp như vậy. Bởi vậy thì nghĩ coi, tại hồi nhỏ bị đau băng khỉ cho nên là mất lực vĩnh viễn luôn. Ôi dạ. Vậy tội nghiệp em. Bởi chị em ơi, nghĩ cuộc đời của em đó chị, giống như là Thúy Kiều vậy đó. Hồng nhan bạc triệu. Không phải không? Ôi lộn, bạc phận. Bạc phận á thì dạ, bạc phận. Chị thấy rồi đó, tội nghiệp em quá. Nhưng mà muốn bạc triệu đó thì còn phải tì vô cái khả năng của em đó nghe không? Biết chị, nhưng mà em nói cho chị nghe nha, em biết là cái nhan sắc của em nó không có sắc nước hương trời bằng người khác. Không có đâu. Nhưng mà em cũng hơn nhiều người chị. Phải rồi. Dạ em không có tệ chị. Đúng rồi. Ví dụ như là em với chị đi, chị nhìn kỹ đi. Không, em hơn chị nhiều. Em đâu có tệ. Phải không? Chị nhìn em phải không? Đúng rồi. Nhưng mà em nói cho chị nghe nha, cuộc đời của em thì nó bạc phước gì đâu chị. Mấy thằng chồng rồi không có thằng nào được hết trơn á. Nhiều chồng nhưng mà tối cũng nằm không mà chị ơi. Bởi vậy thanh niên đời bây giờ đó, vui đâu lúc đó, không bây giờ biết nghĩ tới cái chuyện tương lai đó. Chim khôn á phải lựa cây lành mà đậu. Mà em nhìn em coi, em đâu phải là một con chim thường, em là một con chim quý. Mà em biết con chim quý phải ở đâu không? Đầu son. Ôi trời ơi, được giỏi. Con chim quý thì phải ở lòng son. Mà muốn có cái lòng son đó thì phải lấy cái người giàu có, người ta mới sắm nổi cho em một cái lòng son. Còn mà em lấy cái người nghèo thì làm sao nó có thể sắm cho em cái lòng son? Đó là chưa kể khi mà nó đói hả, nó còn nhổ lông em, nó rô ti nữa đó em. Vậy sao mà chị đoán trúng quá vậy? Chị nhìn cái đầu em chưa? Rồi đó, em dựng đứng hả? Tôi nghĩ em lắm. Bắt đầu từ giờ phút này, dạ, em phải nghe cái lời chỉ bảo của chị. Em phải đi theo những cái gì mà chị nói thì đời em mới hết lao đao lận lận. Chị, bởi vậy em xin chị, chị giúp giùm em. Chị ráng tìm cho em một thằng chồng nha chị. Đàng hoàng nha chị. Và ơn của chị nha, em sẽ tạc dạ ghi lòng. Em không bao giờ em quên đâu chị. Em nói thiệt á. Không cần tới như vậy đâu cưng. Dạ. Miễn là khi mà chị lo cho em rồi đó thì em nhớ thanh toán cho chị sòng phẳng là được rồi. Yên tâm đi, ba cái vụ tiền bạc á em sòng phẳng dữ lắm. Ở đây chị có lấy visa không? Được. Visa, Mastercard gì cũng được hết trơn. Đợi em hả? Vậy hả? Vậy chừng nào em gặp được ảnh chị? Bây giờ về như thế này nha. Em cái yên tâm về nhà chờ tin vui của chị. Khi nào mà chị liên lạc được với ông ta rồi là chị sẽ cho em hay liền. Vậy hả? Nghe chị nhớ nha, để em về em ly dị thằng chồng thứ sáu của em ha. Xong rồi cái chị nhớ lo cho em cái vụ đó nghe chị. Trời ơi, đó thì cái chị nha, mấy tháng nay ở công buồn chết lo lắm đó quỷ. Ok chị. Don't worry baby. Ok về nghỉ chờ tin vui của chị nha cưng. Bye bye bé. Ok cưng, bye bye. Rồi, tháng này yên chí là không có đói rồi. Bởi vì tao nói cái nghề làm mai này đó không có cần vốn, chỉ cần chút xíu nước miếng là xong à. Mời vô.
Dạ, dạ chào ông bác, mời ông bác vô. Dạ, dạ, thưa ơn. Dạ, ông bác có sao không? Dạ, dạ, dạ. Thưa ông bác, cho tìm ai à? Dạ, tôi tìm bà Hạnh Phúc. Dạ, dạ, cháu là Hạnh Phúc đi. Ôi, vậy hả? Dạ, 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 mời bác qua dạ, đi ngồi. Cảm ơn, dạ. cảm ơn. Mời bác. Dạ, thưa bác, tìm cháu có chuyện gì không thưa ông bác? Dạ, cũng có chuyện cần chứ. À, dạ. Tôi giới thiệu cho cô biết tôi là Trường Thọ nè. Trường Thọ, dạ. Cách nay mấy tháng tôi có nhờ cô làm mai cho tôi người đó. Tôi chờ đợi lâu quá rồi, lúc nay tôi đến hỏi thăm cô có tìm được chưa? À dạ, ông bác không phải. Ông anh đây là Trường Thọ đó phải không? Đó. Quá dở 20 năm, đúng không? Dạ. Tôi nói thiệt cô, 20 năm trời tôi phải làm cái cảnh gà trống nuôi con. À, dạ. Người ta nói dê được dưỡng tử đó. Dạ. Cô biết rồi, ơi nhiều đêm nằm nó rạo rực khó chịu lắm cô à. Dạ. Như cô đã biết đó, đàn ông mà. Dạ. Thiếu ba cái vụ đó, chịu gì nổi. Vậy mà không biết làm sao mà tôi chịu đựng được 20 năm trời. À, dạ. Chắc có lẽ tình thương tôi dành cho con tôi. À, cho nên nó vượt qua tất cả. À, dạ. Hôm nay thì tới cái lúc tôi phải lo cho bản thân mình. À, dạ. Lo cho chính mình cái vụ đó đó. À, dạ. Cho nên còn lại có mấy năm mà phải dạ, không? Mình dạ. Cố tranh thủ được chút nào hay chút mấy cô. À, dạ. Dạ. Ông anh ơi, ông anh có sao không ông anh? Ông anh ơi. Không có, không sao, thật yên tâm. Dạ. Tôi đau tim. Ờ dạ, dạ, đau tim. Tại vì tim nó yếu. Dạ. Mỗi lần nhắc tới cái tật bà gì cái tự nhiên nó làm mệt. Ờ dạ. Nhất là trở trời đó. Dạ. Tôi ưa trở cơn lắm. Tôi nói có nghe. Dạ. Nhiều khi vui quá tôi cũng bị trở cơn. Dạ. Buồn quá tôi cũng bị trở cơn. Dạ. Mà có nhiều khi mệt quá tôi cũng bị trở cơn. À, dạ. Còn có lúc sướng quá tôi cũng bị làm mệt. Dạ. Sướng là xin lỗi cô, tôi nói hơi cấp nè. Dạ. Vui mừng sung sướng. Dạ. Dạ. Dạ, tôi thấy sức khỏe của ông cũng nó không có được khỏe khoắn. Ông thấy ông yếu như vậy thì tôi nghĩ lúc này ông không nên tranh thủ để lỡ có gì tội nghiệp cho con cháu. Cô nói vậy nha. Dạ. Lúc này ông lo tranh thủ lỡ vô hòm rồi, có muốn tranh thủ cũng được. Dạ. Cô nói chuyện tôi mà tôi thấy ánh mắt cô được. À dạ. Ánh mắt cô là ánh mắt khi dễ đó. Dạ không có đâu. Cô coi thường mấy ông già quá. Hoài vậy chứ còn ngon lắm rồi nha. À dạ. Tôi nói cô nghe, thường thường ông bà người ta nói đó thấy không? Dạ. Gừng già càng cay. Dạ. Tình già càng yêu. Dạ. Dạ. Còn nữa. Dạ. Ông bà ta cũng thường nói rằng già thời già mặt già mày. Chân tay già hết còn dài chỗ non. Dạ, dài chỗ non là chỗ nào thưa ông anh? Trong cơ thể của người ta có 4 trái non. 4 trái? Ừ. 4 trái gì thưa ông anh? Trái thứ nhất nè. Dạ. Trái thứ nhất cô biết trái gì không? Dạ thưa không. Trái chim. Trái? Trái chim. Tim. Trái tim. Dạ. Trái tim, tại dạ. Tôi nói đó. Dạ, dạ. Trái thứ gì là trái cặp? Trái? Cặp. Cái thận. Dạ. Dạ. Còn hai trái nữa. Dạ. Còn hai trái đó là trái hai trái thôi. Trái thôi. Sao trái thôi là cái gì hồi nào tới giờ thì chưa bao giờ nghe hết đó. Cái thôi là cái gì thưa ông? Hai trái nữa mà tôi không dám nói, tôi nói thôi đó, nói ra sợ bị chửi. Ông anh vui tánh dễ sợ. Cái nụ cười tôi nghi rồi. Dạ. Chắc cô không tin là tôi nói phải không? Dạ. Thôi bây giờ cô làm mai cho tôi vài người đi. À một người thôi. À, dạ. Người cho tôi có được đi không? Dạ. Rồi thời gian sẽ chứng minh những lời tôi nói. À dạ, thôi bây giờ sẵn bữa nay thì có ông anh ở đây nha. Thì để tôi cho ông anh coi một số hình ảnh, không phải một người đâu mà là nhiều người lắm. Nhiều người? Dạ. Ông ơi, ông anh ơi, ông anh có sao không ông anh? Ông anh ơi. Không. Dạ. Tại tôi thì sung sướng quá. Tôi nghe nói nhiều người tôi khoái quá, tôi làm mệt đó. Dạ thưa ông anh làm ơn kèm hãm cái sự sung sướng của ông anh lại. Thế nếu mà ông anh có cái mệnh hệ gì đó, phiền phức cho tôi lắm. Thôi. Dạ. Nãy giờ cô nói tôi thích cô quá, cô nói tôi dạ. tôi chịu hết trơn, có dạ. câu này tôi giận. Dạ sao vậy ạ? Cô hiểu tôi kìm hãm hả? Dạ. Trời kìm hãm gì? Sướng mà biểu kìm hãm sao nổi. À, vậy thôi để mời ông qua đây, để ông anh coi hình, để con anh lựa chọn cái người nào. Dạ, dạ. Tôi nôn quá. Dạ, mời ông anh qua đây. Dạ, dạ. Dạ, đây.
Đây, dạ. Đây là hình của những cái cô gái chưa chồng nè, ông anh cứ từ từ ông anh lựa chọn nha. Đó. Ủa, sao hình này hình cô đó phải không? Phải bạn giống cô vậy? Dạ, cái này lộn đi, 200 năm gì trước, lộn. Lộn, dạ, dạ. Đây. Đây, cô này nè. À, sao? Nè, mới ra trường. Ôi. Nay tơ chưa hề biết yêu là gì. Ông anh ơi, ông anh có sao không? Không sao, sắp là mệt chứ không dạ, có sao. Dạ, dạ, dạ. Mà, có mặc áo không vậy? Dạ, có, ông anh vô kỹ, dạ có ông anh. Ờ. Dạ có. Nhưng mà tôi làm như bị ám ảnh đấy, không có mặc áo. Dạ, dạ. Nai tơ chịu không? Ờ, sao, cô nói sao, cô lặp lại cho tôi nghe coi. Chưa có biết yêu một lần nào hết, mới ra trường. Không được hả? Trời đất ơi, cô lựa cho tôi cái người nào mà phải sành đời một chút, hiểu đời một chút, lanh lợi một chút. Nhưng mà không có biết chân dọn heo, ít chân dọn không? Nhưng phải kinh nghiệm, thấy không? Và cái quan trọng nhất là phải thỏa mãn những điều tôi mong muốn. Ông anh. Anh nói gì thỏa mãn thì tôi tự nhiên là mệt. Bình tĩnh. Nói thiệt nha, không phải khen nha. Ông anh khó tính thiệt á. Tôi nói cơ, nghe cơ từng tuổi này rồi, dạ. Già rồi, dạ. Mà cưới người vợ không biết gì cũng nói gì về, khổ lắm. Dạ. À, chết sướng hơn. Dạ thôi bây giờ vậy. Ông anh tìm một người từng trải phải không? Ừ. Đây. Cô này nè, có một đời chồng rồi, đã ly dị 3 năm, cần tìm một cái người mà đàn ông để dỗ về an ủi quãng đời còn lại, được không? Ông thấy sao? Trời ơi, chưa. Dạ. Hơi làm như tê, cái tôi tự nhiên muốn làm mà. Dạ. Nhưng mà cô này có dướng bận gì không? À, có một đứa con trai, rất là ngoan, rất là thông minh, và bảo đảm không có dướng bận gì trong cuộc sống vợ chồng hết. Trời đất ơi, cưới vợ về mà có con, trời ơi, rồi con mày, con tao, con anh, con em, con ông, con bà. Trời ơi, khổ lắm thôi, lựa người nó đừng có con đi. Trời ơi, ông không biết người ta nói rồi, gái một con á, trong mòn con mắt á. Đó là mới cưới về đó, ở chừng vài ba năm nó đẻ chừng 2-3 đứa con nữa, có nước lòi con mắt. Rồi, giờ con ngồi đây. Dạ, cô ngồi. Được, ông anh cứ ngồi đi. Thôi vậy bây giờ để tiếp kiếm cho ông anh một cái người khác. Người có kinh nghiệm mà không có con cái. Có, nhưng mà thật sự ra cái đòi hỏi của ông anh á, nó cũng hơi cao. Thành ra nếu mà ông anh không có đệ hà thì ông anh cho xin thêm chút đỉnh nữa thì mới xứng đáng với cái công của tôi. Dạ. Tôi nói cô nghe, tiền bạc đối với tôi là chuyện nhỏ. Dạ. Chỉ khi nào tôi xuất ra mới thấy nó lớn. Dạ. Nhưng với cô, dạ, cô yên tâm, cô tìm cho tôi được một người vợ mà tôi mong muốn đó. Dạ. Bao nhiêu tôi cũng chi hết trơn. Dạ đây. Ông anh thiệt á là biết điều hết sức đó nha. À. Đây, cô này ông anh thấy sao? Không chê vô đâu được hết trơn. Hàng này đó, nói thật với ông anh đó, đây là hàng tuyển, khách mà sọp thiệt sọp đó. Ông bây giờ là tôi giới thiệu nha. Ôi trời. Mộng mơ. Ôi cái tên. 20 tuổi. Chưa một lần mặc áo cô dâu. Ôi là. Ước mong tìm người đàn ông để mà không phân biệt tuổi tác nha, biết yêu thương, chiều chuộng. Nói thiệt cho ông, con nhỏ này hả, nấu nướng giỏi vô cùng. Trời. Biết làm ăn ha, người có trình độ hiểu biết. Cuộc đời của ông đó mà gặp cô này rồi đó, giống như là cá gặp nước. Ông thấy không, cá mà không có nước làm sao sống. Đúng, giống như là nước mà không có cá thì sao không. Nước mà không có cá thì không ai đi câu hết trường lắm. Ông ơi. Không có, cô yên tâm không có gì đâu. Dạ, ông anh ngồi. Tại cái tạc hư vậy á. Tại tôi khoái quá, tôi sung sướng quá. Dạ. Nên giật tôi đó. Dạ. Rồi, chừng nào tôi gặp cô ta? Chừng bao lâu tôi gặp được? Dạ, nếu ông anh muốn thì tôi sẽ liên lạc với cô ta, tôi mời cô ta đến đi gặp ông liền. Trời, gặp tôi liền? Dạ. Ông ơi. Thôi, đừng làm mệt đấy. Bây giờ, tôi nói nghe. Trong khi chờ đợi cô đó lại đó, thì để tôi đẩy ông vô phòng, tôi ăn nghỉ cái. Cho nó khỏe đi. Không để tôi đi. Dạ.
Dạ, vậy tôi dạ, ông cứ đi đi mời ông. Dạ. Dạ, ông nằm nghỉ khỏe, ở lại tôi kêu nha. Trời ơi, da mắt dịch à. Bi không muốn nổi là bài đặt hồi xuân. Mỗi lần sung sướng là mỗi lần làm cho người ta muốn đứng tim à. Trời ơi, thiệt có một ngày mà gặp 5 người khách kiểu này á, chắc cho tôi đi giải nghệ cho rồi đi quá. À, hello, hello, mời vô. À, có hẹn trước không? Không có hẹn hả? Ồ, quá yên cũng được, welcome. Kiếm vợ phải không? Loại nào? Ở đây đủ kiểu, đủ cỡ hết trơn cái trời á. À, búp có nè, à, mới nở có nè, à, nở thè lè cũng có nè. Bảo đảm hàng chất lượng mà giá cả rất là bình dân. Khách hàng xài qua rồi, người nào cũng vui vẻ đó. Chưa bao giờ complain, never return, never exchange. Ê đi đâu vậy? Mới vô chưa nói tiếng nào à, sao đi vậy? Bộ không bình thường hả? Sao vậy? Cái gì không bình thường? Có chỗ nào đâu nói. Bước vô mà làm chàng la phan đích chịch thích chân, chỗ nào đâu tôi nói. Đâu cần phải nói. Ông em bước vô đây là tôi biết rồi. Đây nè, đọc gì đi, đọc vô. Văn phòng tư vấn tình yêu, Dr. Hạnh Phúc Lộ. Rõ ràng chưa? Hạnh Phúc Lộ với kính. Trời ơi, làm ơn sáng sửa chút xíu đi ông em. À, Hạnh Phúc á, là first name, Lộ là last name, được chưa? Cái gì bà là tên là Lộ Hạnh Phúc á? Đúng rồi, nó đó. Nhưng mà tư vấn hình tình yêu mắc mớ gì để doctor? The same với bác sĩ đó em trai. Hả? À, bác sĩ á, thì chỉ chữa bệnh thường thôi ha. Còn bà chị đây đó là chữa bệnh yêu. Nghe nè ha, nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của người đang yêu ha. Đàn bà tới đây đó là tôi biết liền kiếm đàn ông, mà đàn ông tới đây thì chỉ tìm đàn bà thôi, đúng không? Sai. À, vậy mày đặt nói được xem với bác sĩ chứ sao? Nói thiệt nha, ở đây là văn phòng bác sĩ. Dạ. Tôi mướn chỗ kế bên tôi mở trại hòm, bảo đảm phát tài. Nói kỳ vậy chứ gì nữa, mà chỉ bệnh chật lắc à. Chứ tôi vô đây không phải kiếm đàn bà. Chứ kiếm ai? Đàn ông. Oh my god. Thì ra cậu em đúng rồi, không à, cái này phải gọi là cô em mới đúng. Sorry em gái chị hiểu lầm, cái này là xác nam mà hồn nữ. Ok thôi, bây giờ vậy nè, hồi trước tới bây giờ đó chị chưa bao giờ làm mai cho những người cùng phái hết á, nhưng mà vì em bà chị mình sẽ phá lệ một lần. Chị sẽ giới thiệu em với mấy người bạn của chị ở trên San Francisco á. Ở trên đó những người giống như em nhiều lắm, nên trên đó tha hồ mà lựa chọn cái đồ quý xứ. Bà cầm bà nha, bà đến à. Tại sao? Bà nói câu nữa cái mỏ bà máu không à. Gì vậy? Ê, tôi nghĩ cái tầm nhìn của bà thấp như vậy đó, bà nhìn phải ngay chấp chứ. Bà nhìn cái điểm nào bà nói tôi không phải đàn ông hả? Bây giờ thì chị biết rồi, tại sao tới giờ phút này mà em gái của chị vẫn còn phòng không chiếc bóng. Chị nói cho em nghe, đàn bà con gái đó phải yếu điệu thục nữ vậy nè, đừng có thô bạo quá như vậy, đàn ông không có thích đâu. Chị thấy bà giống tôi á. Tôi quạo mẹ này lắm rồi nghe. Sao vậy? Ê, bà nói thiệt rồi. Nói gì thiệt? Giải phẫu chuyển hệ thôi. Nó bậy nó bạ gì đây? Bày dẻo giống hả? Ai nói bậy bạ vậy? Hả? Không phải giải phẫu chuyển hệ hả? Không. Riêng con gái không? Ừ. Muốn thử không? Thử gì? Tôi thử cho bà biết tôi đàn ông hay đàn bà. Ê, ê, làm gì vậy? Liền chỗ này cho bà coi nè. Ê, làm gì vậy? Bà làm gì vậy? Bà mới làm gì vậy? Tôi tự vậy, thủ. Tôi thủ. Thủ gì đâu, lộ hết trơn, thủ gì? Chứ là sao? Không kiếm đàn ông gì chứ, không kiếm đàn ông vô đây, nói đàn ông để làm gì? Thì tôi kiếm ba tôi được không? Đàn ông là ba tôi, vô tôi kiếm được không? Ba cậu là ai? Hồi nãy tôi chở ông tới đây nè, cái tôi đậu xe ngoài tôi đợi mà tôi lâu quá không thấy ông vô. Không biết ông có chuyện gì không, tôi vô đây tôi kiếm mà được không? Ba cậu là tên gì? Trường Thọ. À, cái ông mà mỗi lần sướng là mệt đó phải không? Ủa sao bà biết? Nãy giờ ông vô đây bà làm ông sướng rồi hả? Nó bậy bạ gì đó, tại vì ông lộ quá à. Nhưng mà tại sao đi kiếm mà nãy giờ vô không nói, làm ta tưởng khách sọt như nói mỏi miệng chết à. Tưởng miệng mà bằng cao su nói em biết mỏi. Nãy giờ bà nói hết trơn rồi, đâu có chỗ nào đâu tôi chọt vô. Nè. Hả? Xía vô chứ không phải chọt vô, ăn nói mất lịch sự. Mất lịch sự vậy đó. Ai biểu tôi bước vô, bà nói tôi bóng chi. Bây giờ bà nói tôi bóng, tôi thích nói chọt vô á, được không? À. Được, nhưng mà qua cái cách nói chuyện đó thì tôi có thể đoán được cái trình độ học vấn của cậu ra tầm sao rồi. Cái điệu này là mới học tới lớp 3 thôi đó, là cô giáo bỏ đi lấy chồng rồi, thành không ai dạy luôn cho tới lớn đó, phải không? Thôi được rồi, ở đây chờ đi, vô tôi kêu ba cậu ra cho.
Ôi trời ơi, sao tôi nghi cái bà này quá. Giống như là đàn ông giải phẫu chuyển hệ chồng. Đàn bà gì đâu mà dẻo cứng ngắc y như đàn ông. Nhiều khi nghĩ ông trời cũng lạ. Sanh ra con mẹ này miệng dẻo quẹo, nói gì không làm cho non. Ai làm chồng bà này nó khổ. Thì hạnh phúc lên, hạnh phúc. Bông Bơ, em đâu vậy? Tôi... Thôi khỏi nói. Bước vô đây kiếm chồng phải không? Còn anh, tôi làm gì? Ở đây đâu có sòng bài đâu. Tôi mà sao lần nào gặp cũng cay đắng với anh hết vậy? Tại vì tôi hận anh. Anh xem thường tôi. Tôi trẻ đẹp như vậy nè, không bằng bộ bài 52 lá của anh nữa. Tại vì quýnh bài có khi ăn khi thua. Sống với em toàn là thua không là không thấy ăn. Trời ơi trời, ông ngó xuống ông coi nè ông trời. Anh thua chỗ nào? Tôi sống với anh 4 tháng trời, tôi lo cho anh từng cái ăn cái mặt mà. Ê Nín à, em lo tôi cái ăn cái mặt hồi nào? Em nhớ kỹ rồi đi. Đằng bạn gái gì cầm cái kim sợi chỉ không biết cầm nha. Bước vô bếp thì sợ nắng nè, cái lửa nè, nóng háp lên cái hư da mặt. Lo ăn lo mặt hồi nào. Bây giờ thôi rồi cái nói xấu ha. Ha, tôi nói thiệt với anh đó nha. Anh sống với tôi nè, anh có thấy ngày nào anh ăn cơm nguội mặc đồ rách không? Tuy tôi không biết may giá thiệt, nhưng mà ngày nào tôi cũng đọc báo á, tôi hỏi thăm có chỗ nào á, có món ăn ngon vịt lạ tôi rủ anh đi ăn. Shopping chỗ nào bán đồ hiệu tôi rủ anh đi mua. Vì mà anh nói tôi không có lo cho anh cái ăn cái mặt hả? Nói lại đi. Hay quá. Đi ăn nhà hàng ai trả tiền? Tôi trả không à. Đi vô shopping tôi mua đồ đâu lại em. Người có chút xíu mà bước vô shopping đó chị véo 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 chạy như ngựa vậy á. Chỗ nào cũng chui vô hết trơn á. Lâu lâu cái làm bộ sách ra bộ đồ chạy. Anh ơi cái này đẹp quá nè, anh mua đi anh. Mua đi anh. Thì đẹp, tôi nói đẹp. Ai biểu không mua ráng chịu. Sao mua nổi? Giờ em thấy trên tay em cầm mấy bộ đồ đâu, bộ nào dưới ngàn đâu. Tiền đâu mua đồ cho tôi. Bởi vậy tôi không ngờ. Tôi không ngờ thì cái anh nó mỏ nhọn như vậy. Ủa lộn, anh nhỏ mọn như vậy. Không, tôi sống với anh có 4 tháng thôi. Tôi mua có 40 bộ đồ à. Có 15 đôi giày à, 8 sợi dây chuyền à. Đâu có nhiêu đâu, có 5 chiếc nhẫn hột xoàn thôi. Nhưng mà anh tính toán với tôi. Mà con người của anh đó nha, nhỏ mọn như vậy đó. Quan ức quá ha. Con nhiêu đó mà còn ít quá hay sao còn khóc nữa. Không. Thôi, đừng khóc nữa. Hồi xúc lông nhân giả hết giờ. Là anh biết tôi mà lông gieo giả. Trời, sống 4 tháng người em gì thiệt gì giả tôi không biết. Thôi đi, mà... đi vậy với tôi rồi. Đến đây. Đừng có bày đặt nó ngọt với tôi nữa. Ông mơ. Vậy. Nói thiệt nha. Từ lúc xa em tới giờ đó, cảm thấy như là không có em đó, cái cuộc đời anh nó thiếu thốn cái gì đó mà nó vô nghĩa, vô lý lắm. Anh không đáng sống trên cuộc đời này nữa. Vậy mới biết đó hả? Vậy là thiếu thốn em á, anh không đáng sống trên cuộc đời này. Anh kể em nghe coi, sao không đáng sống? Thì tại vì coi, không có em á thì coi như là quần áo không ai giặt, nhà cửa không ai dọn dẹp, bill không ai ký. Thôi, tôi vợ anh nha, cho mấy người ở nghe. Giỡn cho em vui chứ mà. Nhưng mà điều quan trọng nhất á là anh quánh bài ăn về tiền không ai giữ. Cái gì? Anh đánh bài ăn hả? Đánh nghe nè. Hả? Ăn bao nhiêu, bao nhiêu? Ăn nhiều lắm. Đó là bao nhiêu? Ăn nhiều tới nỗi không biết ăn nhiều luôn á. Vậy hả? Làm như không có em đi theo trụ á. Không bánh đâu ăn đó. Cái gì? Nói cái gì? Giỡn, nói giỡn cho em vui. Tôi biết mình giỡn chứ cười liền. Nói thiệt với em nha. Bữa đó anh đi ở ngoài chợ á. Cái anh gặp homeless. Tội nghiệp lắm em ơi. Cái anh lục túi anh lấy anh cho 50 sen. Mà làm như thần tiên hiện ra thử lòng anh á làm sao với em. Vậy hả? Kể từ lúc đó nghe anh bước vô sòng bài anh quýnh là ăn, quýnh là ăn. Vậy hả? Làm như là trời thương anh vậy đó. Mới không mới cho anh gỡ lại những gì anh đã mất. Rồi ngày hôm nay nè. Trời khiến anh gặp em ở đây. Chắc là ý trời muốn là anh gặp em. Để anh gỡ lại những gì anh đã cho em. Đừng có đòi nợ tôi đây nghe ông. Không phải đòi nợ mà cho anh cơ hội đi mà. Anh nói thiệt với em á nghe.
Kể từ khi xa nhau á, anh cảm thấy như cuộc đời anh thiếu cái gì đó, nó khủng khiếp lắm. Ôi còn đâu tiếng cằn nhằn khi mà anh quánh bài về, còn đâu tiếng hú rùng rợn mỗi lần em hát karaoke. Được trong căn phòng nhỏ bé êm đềm hạnh phúc của chúng ta, đêm đêm không còn nghe tiếng ngáy khủng khiếp của em. Trời ơi, cái ngáy cũng đi mà đang nói nữa hả? Không biết là cái chỗ này chỗ tôi đang kiếm chồng không hả? Đúng rồi, kiếm đâu nữa, có sẵn mình kiếm nữa. Ê nè, kiếm đâu, không kiếm đâu qua anh hết trơn. Trời, nói thiệt với em á, cho anh cơ hội đi. Cơ hội gì? Nói lại tình xưa em, nói thiệt với em á, đừng đi đâu hết trơn. Trời, như hôm bữa anh quánh bài á, ăn nhiều quá anh mua hai cục hột sòn rồi anh không biết tặng ai hết trơn. Rồi gặp em đấy nè. Ôi, tự nhiên cái ngọt ngào cái làm thơ với người ta đã rồi cái nói là tặng người ta hai cái hộp sọn. Làm em mất cỡ chết anh ơi. Nhưng mà chịu luôn, nói đại tướng luôn. Chịu. Nói đại tình xíu quá. Dạ. Đây nè, ba nó cậu nè. Ba có sao không? Không sao. Lâu quá không biết có chuyện gì. Đi lên gọi điện thoại cho em đấy, em tới rồi nè. Mà em tới là xong kêu chị. Nè, cái ông mà chị tính là mai cho em bây giờ ông đang ở đây, ông muốn gặp em nè. Thì em cũng có chuyện định nói với chị nè. Em gặp được chồng cũ của em rồi. Bây giờ là em muốn nói đại tình xưa với chồng cũ của em. Cho nên cái chuyện mà em nói với chị đó kêu bằng quỷ bỏ. Trời ơi, đâu có được chị nhìn chị. Rồi em ơi, không có sao đâu. Chị làm mai được, chị buộc được thì chị gỡ được mà. Trời ơi, không có được đâu em ơi. Tôi chết chị rồi, em làm gì chết chị rồi. Không có sao mà. Không có sao mà. Em lâu quá không biết có chuyện gì không? Biết rồi, đừng để bà nói. Bà định gặp con, bà báo cho con một điều hết sức quan trọng. Ôi, chuyện quan trọng hả? Ừ, sao trùng hợp quá vậy? Ủa sao? Con cũng có chuyện rất là quan trọng muốn nói cho bà biết nè. Ủa? Bà biết vậy hả? Em hát. Vâng, bà chuyện gì? Bà nói con nghe, biết vậy rồi đi. Bà dắt mà sợ bà mệt rồi. Dắt bà đi sụp sướng lắm. Bà tìm được một người vợ mà ba hằng mong ước. Ôi, thiệt hả bà? Thiệt! Để kể chuyện vui còn ba hai mệt. Rồi. Trùng hợp sao? Con cũng tìm được vợ con rồi. Vậy giờ con trở về với con rồi hả? Dâu của ba đâu? Mà thấy chuyện không? Thôi, giờ bà đây nghe, bà phải làm bệnh nghe. Để con qua bệnh nói vợ con qua đi chào bà. Thôi, bà chờ một chút nghe. Bà Phúc, bà Phúc ơi, tôi hiểu, lại đây. Bà, vợ tôi đâu? Bà giới thiệu vợ tôi đâu? Chỉ cho tôi đi, tôi lưng nông quá. Ở đây chỉ có hai người đàn bà tôi đứng đây thì bên kia đó chứ đâu nữa. Đâu còn ba quá o thấy liền đi đó. Để tôi nhìn coi đó. Ông đừng thọ, đừng sướng đừng không phải sướng mà tôi giận. Giận hả? Làm gì giận? Tôi con kính chào ba. Chào con. Dạ. Ba, hồi nãy ba nói ba kiếm được vợ rồi, vợ ba đâu rồi? Tụi con chào luôn ba. Vậy hả? Con muốn chào hả? Dạ. Vợ ba đây nè. Tiền ra trâu mà cháu chưa múc. Chắc ăn ba. Có gì đây má ghẻ con đó ba. Đó. Má thôi đừng ghẻ. Dạ con kính chào má nhỏ. Dạ chào ba chồng. Thôi ba nhỏ luôn đi. Dạ ba nhỏ. Thôi ba hạnh phúc quá. Hạnh phúc mừng ba. Hạnh phúc lắm. Dạ. Con có xin phép tụi con đi về. Ủa, đi hả? Đi lẹ. À, đi hả? Thôi má nhỏ lo cho ba được con nha. Ba lỡ có chuyện gì lo giùm ha. Lát dòng xe lại trước ba nghe. Giúp đỡ giùm con ha. Ở đây vui vẻ hạnh phúc mà ba. Bà hút, không hút. Đây, Tiểu. Sao kỳ vậy? Hết người làm mai sao bà làm mai dâu tôi cho tôi? Bà nói rằng nó chưa một lần mặc áo cô dâu mà. Tôi đâu có nói sai đâu. Tôi nói với nó, với ông là nó chưa từng mặc áo cô dâu lần nào. Đúng. Chứ tôi đâu có nói với ông là nó chưa có chồng. Nó ở với con ông đã cưới đâu. Ông thấy không? Ông tin ông hỏi con trai ông đi.
Mà cái đó cũng tại ông nữa. Tại gì? Dâu ông không biết mặt là sao? Đây đây, tôi nói cho bà nghe. Làm gì thằng con tôi đi làm ăn xa. À, nó có vợ mà chưa kịp dẫn về giới thiệu với tôi, bỗng nhiên hai đứa nó chia tay. Rồi bây giờ cái chuyện này như xảy ra như vậy, rồi đây sẽ cốt nhục tương tàn. Hả? Bà làm ai vậy đó phải không? Bà hả? Sao? Thôi bây giờ vậy. Là, sao? Tôi nói cho ông nghe, ông bình tĩnh là ông đừng giận. Bây giờ ông về nhà ông nghỉ đi. Chị. Rồi một hai ngày nữa tôi tìm được cái người nào mà thích hợp với ông đó thì tôi sẽ mời ông tới để gặp người ta, được không? Không được. Tôi thích ngay bây giờ. Lỡ tôi về tôi lên cơn tôi chết rồi tôi hết thích làm sao? Nghe bây giờ ở đâu có ai lấy ai ra đây cho ông thích ngay bây giờ? Bà là mai không xong, không có vợ gả cho tôi thì bà thế vô. Gì ai ai ra bực tôi về mà đi lấy ông hả? Sao? Ông khùng hả? Tôi khùng mà tôi muốn vợ à? Bây giờ bà chịu không? Bà không chịu thì bà mang tội giết người. Cái gì kỳ vậy? Làm gì giết người? Đây nè, tôi nói cho bà biết, hồi tôi bước vô đây tôi nói tôi bị đau tim. Đúng rồi. Mà đau tim thì tôi ưa là mệt. Phải. Mà làm mệt tôi lên cơn. Có. Mà tôi lên vui tôi cũng lên cơn, buồn tôi cũng lên cơn. Chính bà là người đem nguồn hy vọng tới cho tôi. À. Bây giờ bà làm cho tôi tuyệt vọng. Tôi tuyệt vọng tức là tôi làm mệt. Tôi làm mệt thì tôi lên cơn, mà tôi lên cơn thì tim tôi đập. Mà tim tôi đập nhiều quá tôi sẽ chết ở đây. Thôi. Mà tôi chết ở đây bà mang tội giết người. Thôi, ông đừng mệt. Ông đừng chết ở đây. Sao? Bây giờ sao, chịu không? Bây giờ tôi chịu nhưng mà không. Nhưng mà ông phải cho tôi thời gian để tôi suy nghĩ đã. Rồi tôi báo ông, tôi chịu. Chịu. Trời ơi, ba chịu. Ông ngờ nước mơ tôi thành sự thật. Trời ơi. Ông ơi.